Xin chào cả nhà. Hôm nay thì mình chia sẻ cho cả nhà mình một cái vấn đề tiếp tục, đó là đầu tư bất động sản có nên lướt sóng hay không. Thì nhân sẽ phân tích ra cái lợi và cái hại của nó, rồi xong rồi cả nhà mình cứ quyết định thôi. Ví dụ mình muốn đầu tư lướt sóng cũng được, hoặc là mua để đó cũng được. Thì cái đầu tiên là nhân nói về cái lợi trước. Thì cái lợi về cái bất động sản mua để lướt sóng á, thì thật sự đó là một cái nhu cầu thiết thực của rất là nhiều nhà đầu tư, những nhà đầu tư thứ cấp, tức là có thể là mua lại những cái dự án của những cái chủ đầu tư lớn họ đã triển khai, xong rồi mình mua lại để mình lướt sóng. Thì lướt sóng ở đây tức là mình mua và mình sẽ bán lại trong vòng một hoặc là vài tháng. Thì khi mà một hoặc vài tháng đó mà cái bất động sản của mình mua, cái vị trí mình mua nó đã lên giá rồi, thì lúc đó là mình sẽ bán đi và tiếp tục mua lại. Thì ở đây thì Nhân sẽ nói rõ hơn cho cả nhà mình, tức là trong một cái khu vực nào đó mà nếu như một cái bất động sản của cả nhà mình đã mua ở trong đó thì nó lên giá, tất nhiên là những cái vị trí nó ở gần khu đó hoặc là ở trong cái khu vực đó thì nó cũng sẽ lên theo, chứ nó không thể nào mà cái vị trí của mình mà lên giá mà những khu vực kia nó không lên giá được, trừ khi mình mua những cái vị trí đẹp. Rồi thì ở đây là Nhân sẽ chia sẻ cho cả nhà mình, tức là ở đây nếu như mình mua bất động sản nó đã có lời rồi thì lúc đó là mình bán để mình mua lại một bất động sản khác, thì làm sao mà có thể làm được điều đó. Tại vì như lúc nãy Nhân mới nói là khi mà bất động sản của mình nó lên giá thì chắc chắn những bất động sản xung quanh của mình thì nó cũng lên giá. Thì ở đây là có nhiều cách, nhưng mà một cái cách mà Nhân thấy là cái khách hàng và cả nhà mình hay làm nhất, đó là mình mua, ví dụ như Nhân lấy một cái ví dụ là mình mua một cái lô đất 1 tỷ, thì khi mà nó lên được 1 tỷ 50 hoặc là 1 tỷ 1 thì cả nhà mình đem bán. Và khi mình đem bán cái vị trí đó rồi thì mình lại mua một cái bất động sản hầu như là nó cũng tương tự như vậy, tức là cái vị trí nó cũng tương tự và cái giá cả nó cũng tương tự, tức là mình sẽ mua lại với một cái bất động sản khác nhưng mà nó cũng với cái giá là 1 tỷ 50 hoặc là 1 tỷ 1 tỷ 1. Thì nếu như mình làm như vậy thì nó rất là mất thời gian của mình, bởi vì mình cứ nghĩ đơn giản thôi, tức là mình đã bán đi 1 tỷ 50 hoặc là mình bán đi là 1 tỷ 1 mà mình mua lại đúng với cái số tiền mà mình đã lời và mình cầm lên mình mua tiếp thì nó cũng như không. Thì cái đó là tâm ra nó sẽ làm mất thời gian của mình, chứ thật sự nó không có lời. Thì ở đây là nếu như làm như vậy cũng được, nếu như mình có thời gian rảnh thì khi mà mình mua nhân cho là 1 tỷ 1 đi, thì mình mua lại là cái giá là nó khoảng 1 tỷ 1, rồi xong thì nó lên một vài tháng sau thì nó lên 1 tỷ 2, thì tiếp tục mình bán và lại mua lại một cái lô đất, một cái vị trí và cái giá cũng vậy là 1 tỷ 2. Thì sao? Thì cái nó vẫn có lời, tức là đầu tiên thì mình cũng chỉ bỏ ra có 1 tỷ thôi, nhưng mà vài tháng sau thì mình đã được 1 tỷ 1, xong rồi mình lên được 1 tỷ 2. Nhưng mà nếu như mình đầu tư cái kiểu như vậy đó thì thà là mình cứ để đó, mình không bán đó, tức là khi mà mình quay lại cái lô đất cũ ban đầu của mình đó thì cái giá nó bây giờ nó đã 1 tỷ 2 rồi, thì thay vì mình cứ để yên đó chứ không có mất gì mà mình phải đi bán nó rồi mình mua lại với cái số cái tài chính mà mình đã bán đi đó. Thì Nhân xin nhắc lại là nó rất mất thời gian của mình. Nhưng mà có một số khách hàng lại không nhận ra điều đó, và đó là cũng là một lý do là do những các bạn nhân viên tư vấn và những bạn sale bất động sản hoặc là những anh chị làm cò ngoài tư vấn cho mình. Tức là ở đây là khi mà mình thấy có lời đó thì mình rất là mừng, nhưng mà thật sự khi mình bán như vậy đó thì Nhân nói luôn là cái phí hoa hồng ở bên môi giới nó sẽ mất khoảng 2%, chính xác là 2%, và có thể hơn như vậy nữa. Cho nên là khi mình làm như vậy, mình làm những hành động đó là vô tình là mình chỉ giúp cho cái người môi giới đó họ có được lợi thôi, còn cái phần lợi ở mình thì hầu như là nó không có. Và Nhân thấy rất là nhiều trường hợp như vậy, nhưng mà Nhân đâu có thể nào mà lại nói chuyện được với
với những khách hàng đó, trong bởi vì là những khách hàng đó đã có những cái bạn khác đã chăm sóc rồi. Thì Nhân chia sẻ cho cả nhà mình, rồi cả nhà mình hãy nhìn lại coi là mình có bị dính vào cái trường hợp đó chưa. Chứ còn Nhân là Nhân đã thấy rất là nhiều cái trường hợp là bị như lúc nãy giờ thì Nhân nói. Thì ở đó nó cũng rất là hay, tức là nếu như mình có thời gian rảnh thì mình có thể làm như vậy. Cái đó là giống như là một cái gì đó là nó vui đó, của những cái khách hàng mà lớn tuổi đó, thì đó giống như một cái niềm vui. Nhưng mà khi mình cứ đổ vòn mình, nhưng mà khi mình cứ đổ dồn cái vốn nó cứ tăng lên, nhưng mà khi tới một thời điểm nào đó mình bị kẹt vốn, mình muốn rút ra, thì lúc đó mình rất là tiếc, và mình không thể nào mình cái dạng là mình bán lỗ đi cái sản phẩm của mình đó, thì không có ai mà chịu chấp nhận cái điều đó. Tại vì Nhân lấy cái ví dụ, tức là khi ban đầu mình mua là 1 tỷ đi, nhưng mà tới cái thời điểm đó mình bán, tức là mình không lướt sóng mà mình để đó, tới cái thời điểm là nó lên được 1.2 tỷ, thì lúc đó mình muốn bán rồi đó, nhưng mà trong cái lúc đó cái thị trường nó đang đứng lại, hoặc là nó có một cái số vấn đề gì đó, thì mình có thể là bớt đi một chút đỉnh cho những cái khách hàng, cho những cái khách hàng đến sau. Chẳng hạn như mình bán 1.170 tỷ hoặc 1.180 tỷ thì người ta vẫn vui lòng, người ta chấp nhận. Còn khi mà mình mua 1.1 tỷ rồi xong mình có lời rồi mình được 100 triệu, tức là 1.2 tỷ, thì khi mà tới nó đạt được cái mốc 1.2 tỷ đó mà mình kẹt tiền mình muốn bán đi, thì chẳng lẽ là mình bán 1.170 tỷ hoặc là 1.180 tỷ đó, nếu như mình bán cái giá đó thì chẳng khác nào mình bán lỗ, và nó rất là khó chịu và rất là sợ, và có thể là có những cái trường hợp là không dám dính tới bất động sản nữa. Đó, thì Nhân chia sẻ cho cả nhà mình, khi mà cả nhà mình nhìn lại sẽ có một vài trường hợp là bị cái vấn đề như nãy giờ Nhân nói. Và cái lợi của đầu tư bất động sản lướt sóng, thì ở đây Nhân sẽ chia sẻ cho cả nhà. Ví dụ khi mình đã đầu tư vào một cái lô đất hoặc là một cái căn nhà nào đó, thì thứ nhất là mình mua, chẳng hạn như là Nhân nói mình mua với cái giá là, ví dụ Nhân lấy ví dụ là 5.20 tỷ với cái giá 1 tỷ, thì khi mà cái giá thị trường nó lên được 1.1 tỷ thì cả nhà mình bán là cái giá 1.1 tỷ, và sau đó thì mình sẽ mua lại một cái bất động sản nào đó với cái giá trị là 1 tỷ. Nhưng mà làm sao để mua được, thì tất nhiên là mình phải mua, thứ nhất là với cái diện tích nó nhỏ hơn, và cái thứ hai là mình mua với một cái vị trí nó sẽ xa hơn hoặc là xấu hơn cái vị trí ban đầu của mình đầu tư. Nhưng mà mình không có ngại vấn đề đó, bởi vì sao? Bởi vì mình ở đây là mình mua đầu tư chứ không phải là mình mua để ở. Thì mình mua để ở thì càng ngày nó càng nhỏ lại, thì phải nói là rất là khó chịu, và không ai mong muốn điều đó. Nhưng mà còn ở đây mình mua đầu tư thì mình cứ thoải mái về vấn đề đó, tại vì miễn sao đầu tư mà có lời là được. Tức là ở đây mình mua một cái lô đất 5x20 với giá 1 tỷ, thì vài tháng sau mình bán lại với cái giá là 1.1 tỷ, thì cả nhà mình sẽ mua lại với một cái lô đất vị trí xấu hơn và cái diện tích nhỏ hơn, chẳng hạn Nhân nói nó còn khoảng chừng 5.18 tỷ với giá 1 tỷ đi, thì lúc đó cả nhà mình sẽ trước mắt là mình đã lời được 100 triệu rồi. Và với cái vị trí lô đất 1 tỷ đó, 5.18 tỷ, thì vài tháng sau mình có thể bán lại với giá 1.1 tỷ. Thì làm sao? Thì tiếp tục mình sẽ mua lại một cái lô đất với cái vị trí xấu hơn và cái diện tích nhỏ hơn, chẳng hạn là lúc này còn chỉ 5.16 tỷ thôi đó. Thì lúc đó là mình lại lời thêm 100 triệu nữa, tức là ở đây mình lời được 200 triệu, nhưng mà cái vốn 1 tỷ của mình nó vẫn còn nằm nguyên ở trong cái phân khúc bất động sản đó. Và mình phải làm tiếp tục cho đến khi nào mà cái khu vực của mình đầu tư đó nó không thể nào mà mua một lô đất với cái giá 1 tỷ nữa, thì lúc đó thì mình sẽ dừng cuộc chơi, hoặc là mình có thể là đi kiếm một cái vùng đất khác với cái diện tích là 5.20 tỷ và với cái giá 1 tỷ. Rồi, cả nhà mình hãy từ từ mà suy nghĩ nha. Hoặc là có thể là mình Nhân nói nhanh quá thì cả nhà mình có thể lấy một tấm giấy, mình ghi ra những cái điều mình Nhân nói rồi xong mình ngẫm lại.
xem nó có đúng hay không. Nếu đúng thì cả nhà mình hãy rồi thì Nhân xin kết thúc video và cả nhà mình hãy nhớ bấm nút đăng ký cho Nhân để có thể xem được tất cả những video sau. Rồi Nhân xin chào và hẹn gặp lại.